đấy chính là Trung Nguyên Legend đấy các bạn ạ. Uầy, công nhận đúng là đất của anh Đặng Lê Nguyên Vũ có khác, mẹ ở đâu cũng nhìn thấy Trung Nguyên Legend. Ok, xin chào tất cả các bạn. Như các bạn có thể thấy ở đây là mình đang có một con iPhone 15 Plus với dung lượng pin là 100% và mình vừa mới cắm sạc vào ngày hôm qua. Như ở đây, đây các bạn nhìn thấy này, trong nền của nó mới chỉ có 17 phút thôi và 1 giờ 28 phút là thời gian mình vừa mới rút sạc lúc nãy. Và bây giờ mình sẽ lắp cái SIM của nó vào. Đâu nhỉ? Đây. Đó, bây giờ mình sẽ lắp SIM của nó vào. Một trong số những cái lý do mà khiến cho tôi cảm thấy không tin lắm những cái bài test pin ở trên mạng, đấy là bởi vì họ thường sẽ test ở trong điều kiện lý tưởng không gắn SIM. Mà các bạn biết rồi đấy, cái việc mà gắn SIM sử dụng mạng hay là 4G, nó là một trong số những cái tác nhân khiến cho pin điện thoại tụt rất là nhanh. Vậy nên trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thành phố Buôn Mê Thuột. Đấy, tôi đang ở thành phố Buôn Mê Thuột này. Và cùng với đó là sẽ test xem là trong vòng một ngày sử dụng, liệu con iPhone 15 Plus này có đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu cơ bản của một người dùng bình thường hay không. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. À, toàn bộ video này sẽ được quay bằng con Xiaomi 13 và cả con iPhone 15 Plus này luôn. Các bạn có thể so sánh cũng như là đánh giá chất lượng hình ảnh và âm thanh của cả hai chiếc điện thoại này nhé. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Nghe bảo là Buôn Mê Thuột gái xinh lắm các bạn ạ. Một trong số những cái mà tôi thấy rất là độc lạ Tây Nguyên đấy chính là các bạn có thể thấy là trời đây rất là nhiều mây, nhưng mà nó very nắng luôn. Và nhiệt độ buổi sáng nó sẽ rơi vào tầm khoảng 30-31 độ. Có nghĩa là nó nắng nhưng mà nó sẽ không nóng lắm. Tuy nhiên đến tầm tối, tầm khoảng 6-7-8 giờ tối đổ đi ấy, thì nhiệt độ nó sẽ xuống đâu đấy tầm khoảng 25 hay thậm chí là 21-22 độ. Tức là khá là se se lạnh. Lý do là bởi vì cái vùng đất này nó sẽ không cao lắm, nó ở cao mức vừa vừa, kiểu nằm giữa đồng bằng và miền núi. Sau khi đi bộ lang thang để tìm cái ăn xong thì tôi quyết định bắt ráp và đi uống cà phê ngay vào luôn. Có hai lý do để tôi chọn cái quán cà phê Arui này. Thứ nhất đấy là bởi vì nó khá là gần bảo tàng cà phê thế giới, lát nữa tôi chỉ cần đi bộ qua là xong. Thứ hai đấy chính là tất nhiên rồi, các bạn đến Tây Nguyên, các bạn đến Buôn Mê Thuột thì các bạn phải uống cà phê chứ. Lên đến vùng núi này mà không uống cà phê thì nó là một cái tội lỗi cực kỳ lớn của loài người ấy các bạn ạ. Và lý do thứ ba đấy chính là tôi đã tìm hiểu sơ qua về cái quán này. Quán này có một cái phong cách thiết kế khá là đẹp và nó kết hợp giữa yếu tố thiên nhiên và yếu tố nhà sàn của người dân tộc. Khi đến ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy là bên ngoài trời rất là nắng, tuy nhiên khi mà ngồi bên trong thì rất là mát và chill luôn. Đặc biệt hơn nữa là quán này không chỉ phục vụ cà phê mà có cả đồ ăn và giá cả ở đây cũng khá là hợp lý. Ví dụ như tôi uống cốc cà phê sữa này nó cũng chỉ mất khoảng 35.000 thôi. Khá hợp lý cho một người đi du lịch giống như tôi. Đó cũng là lý do vì sao tôi ngồi lì quán này đến tận 2-3 tiếng mới chịu đứng dậy đi ra bảo tàng cà phê thế giới các bạn ạ. Thề công nhận là ngồi quán này chill dã man luôn. Bây giờ là tầm khoảng 2 giờ 44 và thời lượng pin nó đang khoảng 75%. Như vậy là sau khoảng hơn 3 tiếng, gần 4 tiếng gì đấy thì thời lượng pin nó đã mất đâu đấy khoảng 25%. Đây các bạn có thể thấy này, khoảng 3 tiếng rưỡi. Và đa số những cái tác vụ mà mình sử dụng đều là Facebook, TikTok với cả YouTube này thôi, những ứng dụng mà chúng ta thường xuyên hay sử dụng. Tôi lại chuyển sang iPhone 15 Plus để quay. Và đối với cá nhân tôi, thề với các bạn luôn, 3 tiếng rưỡi mà hết khoảng 25% là một con số quá điên. Điều đó chứng tỏ là thời gian sử dụng pin của con máy này trong những cái tác vụ cơ bản khi mà các bạn sử dụng mạng xã hội, ví dụ như kiểu là Facebook, TikTok hay là YouTube ấy, là cực kỳ tốt. Và nếu như mà các bạn thắc mắc là năm nay với con iPhone 15 Plus liệu nó có bị giảm độ sáng màn hình hay không thì chắc chắn là có rồi các bạn ạ. Trong quá trình sử dụng của tôi, mặc dù là chưa chơi game thôi nha, nhưng mà khi mà sử dụng trong điều kiện trời nắng như thế này này, các bạn có thể nhìn thấy trời nắng của Tây Nguyên này, thì tầm khoảng đâu đấy 30 phút, một tiếng, hơn một tiếng chứ, tầm khoảng một tiếng hơn là nó bắt đầu có hiện tượng là giảm độ sáng màn hình xuống rồi. Và bây giờ tôi đang di chuyển từ quán cho đến chỗ khu được gọi là bảo tàng cà phê thế giới. Nó mất đâu đấy khoảng 1,3 cây và chúng ta sẽ tiếp tục vừa di chuyển vừa quay vừa trải nghiệm xem là chiếc iPhone 15 Plus này liệu còn trụ được đến bao nhiêu phần trăm cho đến khi tôi đi về nhá. Bắt đầu thôi. Nghe bảo trong này to lắm. À, ở bên kia các bạn có nhìn thấy cái tòa nhà trắng trắng bên kia không? Đấy chính là Trung Nguyên Legend đấy các bạn ạ. Uầy, công nhận đúng là đất của anh Đặng Lê Nguyên Vũ có khác, mẹ ở đâu cũng nhìn thấy Trung Nguyên Legend đó, đúng đất cà phê của nhà anh. Để tham quan được thì chúng ta sẽ phải mua vé. Và vâng, lại một lần nữa Trung Nguyên Legend lại xuất hiện các bạn ạ. Cho mình mua một vé. Là để tham quan thì các bạn sẽ mất khoảng 150.000 cho vé. Và đây là cái giá thấp nhất. Và nếu như các bạn là người Đắk Lắk ấy thì các bạn còn được giảm 30% cơ. Nhưng mà hơi đen là tôi là dân tộc Kinh, vậy nên là tôi vẫn tính là 150.000. Nhưng mà ở đây các chị lại tính có 148.000 mới ảo các bạn ạ. Chắc là bởi vì tôi đẹp trai.
Ui, trong này rộng dã man. Ui, rất là nhiều đồ của người dân tộc, người đồng bào ở đây. Ví dụ như chúng ta có những cái nhạc cụ này, đây là đàn này. Không sợ vào hiện vật. Ồ, hay là những cái con thuyền này. Ui, nói chung là không gian trong này rất là rộng luôn đấy. Bên này khu có vẻ như là mọi người sẽ đông hơn. Ở chỗ này chúng ta sẽ có rất nhiều các loại hạt cà phê. Hạt cà phê trông to như hạt điều ấy. Và có một cái bảng được xem là thế giới cà phê. Và nước chúng ta không biết có nằm trong top 10 nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới không ta. Ở đây là các hạt cà phê này, các loại cà phê này, Arabica này, Robusta này. Khu bên này chúng ta sẽ có một cái máy đánh chữ, một cái được gọi là có thể nói là bàn phím cơ đời đầu ấy các bạn ạ. Mặc dù được gọi là bảo tàng cà phê, tuy nhiên các bạn vào trong này thì nó không phải chỉ nói về cà phê đâu, mà chủ yếu nói về những cái món đồ của người dân tộc, người đồng bào ấy. Ví dụ như ở đây này, đây đều là tất cả những cái đồ của người đồng bào. Ví dụ như là từ những cái rổ này, những cái sọt, những cái đĩa để đeo ở lưng này, hay cả những cái công cụ mà người ta làm. Nhìn nó thiết kế giống như là mấy cái phi thuyền ấy, giống như là mấy cái căn nhà ở trong những cái tựa game viễn tưởng ấy các bạn ạ. Nó thiết kế theo hình tam giác giống kiểu kim tự tháp Ai Cập ấy trưởng. Và đây là cái cảnh bên ngoài của Tây Nguyên này. Yeah, đẹp dã man các bạn ạ. Uầy, cái này là một cái phim mà đến bây giờ vẫn còn này. Ở công ty mình có một cái của anh Tú. Anh Tú cũng dùng một cái phim giống y chang như vậy. Dưới này thì nó sẽ thiên về cà phê hơn. Ở đây là nói về những cái những cái gọi là vĩ nhân trên thế giới. Ví dụ như là Beethoven này. Tôi có thói quen lựa chọn đủ 60 hạt cà phê. Hay là Leonardo da Vinci đấy. Nói chung là đều là những cái vĩ nhân mà họ nói về cà phê. Rồi ở đây chúng ta có Ernest này, Hemingway. Tổng thống nước Mỹ này. Và chúng ta sẽ ngửi rất rõ cái mùi cà phê ở giữa đây luôn. Rất rõ luôn. Uầy, nhí này giống quê của mình vãi trưởng ạ. Uầy. Uầy, mấy cái hộp này ngày xưa nhà mình toàn đựng mấy cái đồ lên ta lên tinh này. Uầy. Uầy, có xe đạp này. Hoài niệm vãi lìn. Trước khi có máy xay cà phê thì tất cả mọi người muốn uống cà phê đều phải quay tay hết các bạn ạ. Cà phê xâm chiếm thế giới luôn. Thành phố cà phê. Cà phê mẹ mày xâm chiếm toàn vũ trụ luôn. Cả vũ trụ uống cà phê. Từ trái đất, mặt trăng hay là mặt trời. Ở đây nó sẽ là một cái thư viện. Là một cái thư viện toàn là sách về cà phê. Và các bạn có thể chọn những cái quyển sách ở đây và ra đây ngồi để đọc. Đây là một thư viện rất nhiều sách về cà phê nha. Nào mà bình thường hay uống cà phê tách kiểu như này thì thôi bỏ đi nhá. Quý tộc là người ta phải uống theo kiểu như thế này này. Đấy, nó phải uống những cái tách cà phê kiểu dạng sứ như này nó mới xịn. Ui, quả tách cà phê này giống như quả luôn vui tươi vậy trưởng ạ. Như vậy đến đây là có vẻ như là hết rồi các bạn ạ. Như vậy là tôi cũng đã trải nghiệm xong cái được gọi là bảo tàng cà phê Buôn Ma Thuột. Bảo tàng thế giới cà phê tại Buôn Ma Thuột. Nếu như mà các bạn có dịp ý, thì các bạn có thể ghé đến đây chơi. Bởi vì đây là một trong số những nơi cực kỳ thích hợp đối với những ai là dân chơi cà phê thứ thiệt. Chứ còn tôi thấy đa số anh em ở Việt Nam uống cà phê kiểu dạng như là đen đá không đường, với cả đen đá hoặc là bạc xỉu rồi cà phê muối này nọ thôi. Thì hơi khó. Nhưng mà khi mà các bạn vào trong này ý, thì các bạn sẽ biết được rất rõ về cà phê luôn. Từ nguồn gốc xuất xứ này, cho đến cả việc như là thế giới uống cà phê như thế nào, hay thậm chí là cái công việc mà Việt Nam sản xuất cà phê đến với thế giới ra sao, chất lượng cà phê Việt Nam như thế nào, và đặc biệt là quảng cáo rất nhiều cho cà phê Trung Nguyên. Cũng phải thôi, Trung Nguyên bỏ tiền ra xây cái này mà. Hơn nữa có một cái tôi rất thích ở trong này, đấy chính là không chỉ các bạn biết về cà phê đâu, mà các bạn sẽ biết nhiều hơn, biết rõ hơn về 54 dân tộc anh em, giống như là những dụng cụ mà dân tộc hoạt động ra sao, sản xuất như thế nào, hay thậm chí là những cái nét phong tục tập quán văn hóa của dân tộc xung quanh ra sao. Chưa quan đi của lại, các bạn chỉ biết mỗi dân tộc kinh thì nó hơi chán. Vào đây các bạn sẽ mở mang tầm mắt hơn, biết được nhiều dân tộc hơn. Ở bên cạnh những cái mà trưng bày hiện vật ở trong cái bảo tàng này thì nó cũng có một cái màn múa khá là hay của các chị em trong này. Uầy, nói chung là các chị em dân tộc ở trong này trắng dã man, không đen như là nhiều người đồn đâu. Vậy nên nếu như mà các bạn có cơ hội đến với Buôn Ma Thuột hay là Đắk Lắk thì có thể ghé qua Bảo tàng Cà phê Thế giới chơi. Đối với cá nhân tôi thì 150k nó cũng bình thường, không đắt mà cũng không rẻ.
Nếu như mà có một cái gì đấy tôi mong muốn thay đổi trong cái bảo tàng này thì tôi hy vọng là sẽ có nhiều công nghệ hơn. Ví dụ như nhiều bảo tàng khác ở trên thế giới thì họ sẽ áp dụng khá là nhiều những công nghệ kiểu laser, hình ảnh các thứ bên trong, nó sẽ sinh động và cuốn hút hơn. Chứ như này thì quan đi quả lại hơi chán, đi một lần là kiểu cũng không ai muốn quay lại lần thứ hai ấy. Đây là thời lượng pin sau khi tôi trải nghiệm xong cái bảo tàng thế giới cà phê vào lúc 3 giờ 41 phút này. Hiện tại nó còn khoảng 58%, tức là tụt đâu đấy khoảng 17-18% so với lúc nãy là 75%. Và đây các bạn có thể thấy này, camera ăn rất là nhiều. Cũng đúng thôi, bởi vì tôi quay liên tục, và dù là camera trước hay là camera sau thì tôi đều để độ phân giải là 4K 30fps cả. Vậy nên là dù lượng pin nó tụt như này là cũng kinh đấy. Nhưng mà với cái khả năng quay con này thì tôi thấy khá là trâu bò các bạn ạ. Quay lâu vãi cả trường, quay cả tiếng đồng hồ mà nó tụt có mười mấy phần trăm là ngon đấy chứ. Trong quá trình quay bằng con camera này ấy, thì nó rất ít khi bị nóng. Nó chỉ hơi ấm lên một tí thôi chứ không hề nóng nha. Rất mát các bạn ạ. Cũng có thể một phần là bởi vì ở trong kia nó mát sẵn rồi, chứ không phải là quay ngoài trời. Quay ngoài trời thì tôi nghĩ nó sẽ không trâu được như vậy đâu. Cũng ổn đấy các bạn ạ, chứng tỏ là pin con này rất trâu ấy. Dùng mấy tiếng đồng hồ bây giờ vẫn chưa hết được 50% pin. Ok, chúng ta sẽ dùng thêm từ bây giờ đến tối, đến cái lúc mà tôi về lại khách sạn xem nó còn bao nhiêu phần trăm pin nhá. Và khi bắt ráp để trở về lại khách sạn ấy, thì tôi mới nhận ra một điều là đường ở đây đi sướng dã man các bạn ạ. Uầy, các bạn nhìn này, đường ở đây rất rộng mà hai bên ấy hàng cây rất là xanh mát luôn, nên đi cực kỳ sướng. Và khi mà tôi hỏi cái anh chạy ráp ở đây thì anh nói là gần như không bao giờ có hiện tượng tắc đường hay là kẹt xe, kể cả là giờ cao điểm luôn. Ngoài ra thì buổi chiều tối này các bạn có thể để ý là mây cũng như là gió khá là nhiều, trời cũng bắt đầu se se lạnh trở lại rồi, nên là cảm giác đi ra đường tầm giờ này khá là thích luôn. Đi nó mát mẻ mà đường nó lại vắng, đường rộng, đi cực kỳ thoải mái, cực kỳ chill. Ui, như vậy là bây giờ tôi đang ở khách sạn rồi các bạn ạ. Bây giờ là rơi vào tầm khoảng, đây các bạn có thể thấy rơi vào tầm khoảng 5 giờ 19 và dung lượng pin của nó còn đâu đấy khoảng 37%. Tại vì sao mà bây giờ tự dưng pin nó lại bị tụt như vậy? Đấy là bởi vì ngay sau khi mà tôi vừa mới rời khỏi bảo tàng ấy, thì tôi đã uống cà phê ở chỗ Trung Nguyên Legend ngay trước cổng của bảo tàng luôn. Và tôi thề với các bạn luôn là cà phê đấy đắt quạc 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 quạc. Nó 65.000 một ly cà phê sữa các bạn ạ. Chính vì nó đắt như vậy, vậy nên là tôi đã cắm rễ ngồi ở đấy khoảng 2-3 tiếng lướt Facebook các kiểu và quay thêm một cái video dài. Vậy nên là dung lượng pin nó mới tụt còn có 37% như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Như vậy là sau khoảng 5 giờ 20 phút sử dụng thì dung lượng pin từ 100% vào lúc 11 giờ sáng đến bây giờ là 5 giờ 20 nó đã tụt còn 36%. Vậy chứng tỏ nó đã mất đi 64% sau khoảng 5 tiếng sử dụng. Ui, đây là một thời gian sử dụng pin mà tôi thấy cực kỳ tốt. Nhưng mà các bạn có biết cái gì tốt hơn thời gian sử dụng pin của con iPhone 15 Plus này hay không? Đấy chính là giá của nó, bởi vì hiện tại bên Chevronet đang có mức giá vô cùng hấp dẫn cho iPhone 15 Plus và các bạn có thể ghé mua ngay và luôn ở thời điểm hiện tại mà không lo câu chuyện khan hàng nhé. Trừ phiên bản màu hồng thì tôi không biết. Như vậy có thể thấy thì mặc dù đã cố gắng hết sức để có thể bào hết pin của chiếc iPhone 15 Plus này, tuy nhiên có vẻ như là tôi đã thất bại rồi các bạn ạ. Với 36% còn lại thì chắc chắn iPhone 15 Plus vẫn sẽ đáp ứng rất tốt thời gian sử dụng của tôi từ bây giờ đến tận ban đêm, hoặc thậm chí là đến tận sáng ngày hôm sau mới cần phải sạc luôn cơ. Theo cá nhân tôi đánh giá thì iPhone 15 Plus là một sự lựa chọn khá là ok ở thời điểm hiện tại đối với những ai muốn có một chiếc điện thoại pin cực kỳ trâu và cùng với đó là một cái cấu hình khỏe. Tuy nhiên, điểm trừ của chiếc điện thoại này chỉ nằm ở một lý do mà thôi, đấy chính là nó không có tần số quét 120Hz. Một trong số những cái mà đến tận cả những cái mẫu điện thoại giá siêu rẻ 3-4 triệu cũng có, mà 15 Plus đến tận 20 mấy triệu không có, là một điều quá là vô lý luôn. Vậy thì còn ý kiến của các bạn thì sao? Liệu các bạn có bỏ ra số tiền khoảng 20 mấy củ để mua iPhone 15 Plus với những cái điểm cộng trong thời gian sử dụng pin hay không? Hay là các bạn sẽ dùng số tiền đó để mua những cái mẫu điện thoại Android, ví dụ như là chờ Xiaomi 14 đợt vừa rồi sắp chuẩn bị về Việt Nam chẳng hạn? Hãy đừng quên để lại ngay giữa phần bình luận để chúng ta cùng nhau comment qua lại với nhau nhé. Và đừng quên là hãy bấm like, share, subscribe channel để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của tôi sẽ ra trong tương lai. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau.